chào tất cả các chị, các bạn trong hiệp hội Hami. Mình tên là Bích Ngọc, hiện nay mình đang là trưởng phòng kinh doanh tại công ty cổ phần Kala. Bên mình chuyên sản xuất giấy tổ ong, giấy cả tông, đẹp góc và đẹp cạnh. Ngoài ra còn có sản phẩm tô giấy và hộp giấy